Tuyến đường làng thuộc xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Theo quan sát của phóng viên, chưa đầy 15 phút đã có hàng chục xe tải, xe đầu kéo, xe container di chuyển vào đây. Mỗi khi những chiếc xe đầu kéo dài hàng chục mét đi vào đây, mọi phương tiện khác đều phải dừng lại nhường đường. Người dân cho biết, đoạn đường này chỉ cho phép xe dưới 12 tấn lưu thông. Thế nhưng, nhiều xe trọng tải lớn vẫn bất chấp đi vào, với mục đích né trạm thu phí BOT, quốc lộ 38. Lưu lượng xe quá lớn khiến người dân ai cũng cảm thấy nguy hiểm. Cái xe công này là cuối năm ngoái, đầu cuối năm ngoái là quãng tháng 9 tháng 10 mình là bắt đầu là đi tắt từ ấy về từ tô, chắc là trốn vé ở chỗ trạm thu phí ở dưới tô hồ. Ở đây thì ai chả bức xúc về cái vấn đề xe nó chạy rồi, chạy suốt ngày suốt đêm. Còn bụi bặm vòng quanh chạy kéo bụi nguy hiểm bao nhiêu người đi đường. Đường thì ngã tư thì nó hẹp như thế này. Mà đường thì đường ấy đáng nhẽ phải cấm trọng tải, hạn chế trọng tải đi chứ, đi để cho những cái xe to như thế này chạy vào nguy hiểm đến cả người đi đường, cả người dân sinh sống ở đây. Nỗi bất an của người dân là có cơ sở, bởi vì khu vực này có tới 3 trường học. Đường thì nhỏ nhưng xe trọng tải lớn lại phóng tốc độ cao. Theo người dân, xe chạy liên tục, đặc biệt vào giờ cao điểm học sinh tan học. Như người phụ nữ này, dù con gái đã học hết lớp 5, nhà chỉ cách trường vài trăm mét, nhưng hôm nào chị cũng phải đích thân đưa đón, không dám để con tự đi xe đạp. Cũng bởi vì nỗi lo, bước chân ra đường là thấy nguy cơ tai nạn giao thông. Chị đi đón con thực sự là người lớn chị còn thấy ghê. Lắm hôm trời mưa chị đi đường trong thì bị ngã xe, cả hai mẹ con đều ngã xe, mà đi đường ngoài thì sợ container. Mà tình trạng này nếu mà tiếp diễn như này thì chắc phải đưa con đi học, mà đến hết cấp, mà thậm chí lên cấp 2 còn sợ, không dám cho con đi xe đạp đi học ấy. Rất nguy hiểm. Xe trọng tải lớn thì né được trạm thu phí, còn người dân phải sống trong nỗi sợ hãi. Trong khi đó, đường xá ngày một xuống cấp do phải chịu hàng nghìn lượt xe quá tải trong ngày. Mặt đường nhỏ hẹp bắt đầu xuất hiện đầy dãy ổ voi, ổ gà. Dưới những bánh xe siêu tải, mặt đường nhiều chỗ nứt vỡ, kết cấu hạ tầng xuống cấp, có chỗ lõm sâu, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Nó nguy hiểm lắm đấy. Vừa rồi xảy ra bao nhiêu cái vụ tai nạn chỗ đèn đỏ, mà chỗ ngã ba ngã tư đèn đỏ đấy, mất mấy ngày này là không sửa chữa rồi, 4 ngày này là đèn hỏng rồi. Kể từ lúc những chiếc xe container đầu tiên đi vào làng, cuộc sống người dân đã bị đảo lộn. Tuyến đường nông thôn vốn bình yên và an toàn nay tiềm ẩn vô vàn rủi ro. Mặc dù người dân nhiều lần kiến nghị tới cơ quan chức năng, thế nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.